Thưa quý vị và các đồng chí, công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu không thể tách rời trong tiến trình hội nhập và phát triển. Công tác quân sự quốc phòng địa phương có hoàn thành tốt, không những góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc. Nội dung này chúng tôi sẽ phản ánh trong phóng sự ở phần cuối của chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Vừa qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị địa phương và cán bộ sĩ quan cấp tá khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại tá Đỗ Thành Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chủ tịch Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe thông báo về dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, nhiệm kỳ đại hội 13. Một số nội dung cơ bản về sửa đổi bổ sung quy chế bầu cử trong đảng. Về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, về công tác cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt kết quả của hội nghị đến 100% cán bộ đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của hội nghị đã đề ra. Vừa qua, Trung tướng Giang Mao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ Quân sự Bộ Quốc phòng Campuchia cùng đoàn công tác đã đến Tây Ninh học tập chia sẻ kinh nghiệm công tác chuyên môn trong quản lý thông tin và truyền thông. Đại tá Nguyễn Vĩnh Tú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh tiếp và trao đổi với đoàn. Theo Trung tướng Giang Mao, thời gian gần đây, tất cả những tài khoản mạng xã hội mang mục đích chống phá lại chính phủ Campuchia, phần lớn sử dụng nhiều phương pháp như ẩn danh, mạo danh, giấu địa điểm, không rõ nguồn gốc, được tạo ra trong và ngoài nước để che giấu thông tin, tránh kiểm soát hoạt động và giám sát của cơ quan chức năng Campuchia, gây khó khăn trong vấn đề truy vết, tìm ra các chủ tài khoản để xử lý theo luật pháp Campuchia. Nhân dịp này, Trung tướng Giang Mao mong muốn tỉnh Tây Ninh giúp đào tạo kỹ năng quản lý truyền thông và truyền hình, để nâng cao kiến thức cho cán bộ chiến sĩ Cục Thông tin Campuchia. Chia sẻ tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Mạnh Tú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 3 cơ quan thông tấn báo chí hoạt động dưới sự điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, gồm Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như đăng tải thông tin, tài liệu tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan đơn vị, trên các cụm thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở. Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội, và đặc biệt là thông tin nhằm chống các luận điệu chống phá mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó có Campuchia. Thời gian tới, tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, tăng cường tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc, tuyên truyền biển đảo, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, kịp thời phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, chú ý các địa bàn biên giới, phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của hai nước để xác minh các thông tin trên mạng xã hội sai lệch gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần xây dựng và giữ vững mối đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Thưa quý
quý vị và các đồng chí, công tác quân sự quốc phòng địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng quốc phòng phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền cùng cấp, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương. Tiếp và làm việc với Ban Dân vận Trung ương, đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội và đoàn cán bộ học viên giảng viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 94, Học viện Quốc phòng tiến hành kiểm tra khảo sát và làm việc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khởi công xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 3 năm 2024-2025. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành và thành phố Tây Ninh, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2024 cho 19 trên 19 xã phường thị trấn đạt 100% chỉ tiêu năm 2024 và giai đoạn 2021-2024. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 chặt chẽ, đạt chỉ tiêu ở 3 cấp. Đảng viên chính thức nhập ngũ 29 đồng chí, đạt 1,7%. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, được 68 khóa lớp trên 3.176 đồng chí, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp và tuyển sinh quân sự. Kết quả năm 2024 có 74 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội, tăng 1,32% so với năm 2023. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo năm 15 tỉnh tổ chức lễ viếng truy điệu an táng 297 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm tại Campuchia và 4 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước, sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giai đoạn 23. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng hai nhà quan hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tơ Bông Khơ Mâm và Ban Ti Minh Chay, Vương quốc Campuchia do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ với tổng kinh phí 40.000 đô la Mỹ. Tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2024 với 71.083 ngày công và sửa chữa xây nhà, thăm tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc, trồng cây, hỗ trợ vật chất, tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng khối quân sự địa phương quân khu 7 năm 2023 và khánh thành công trình nhà sinh hoạt văn hóa dân tộc Khmer tại huyện Tân Biên trị giá 1,5 tỷ đồng, mang ý nghĩa sâu sắc thiết thực. Công tác hậu cần kỹ thuật tài chính luôn được đẩy mạnh và quan tâm. Tổ chức đẩy mạnh tăng gia sản xuất tập trung, sản xuất tại chỗ. Kết quả thu lợi nhuận từ tăng gia sản xuất gần 8 tỷ đồng, bình quân 4,6 triệu đồng một người, đạt 77,43% kế hoạch năm, đưa vào ăn thêm bình quân 3.000 đồng một người một ngày trở lên. Triển khai xây dựng, sửa chữa 15 dự án với kế hoạch vốn 84,88 tỷ đồng, đã giải ngân 81,458 tỷ đồng, đạt 95,98% kế hoạch năm. Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024, thực hiện tốt chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật, đạt 86,8% kế hoạch năm. Thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại với các đơn vị kết nghĩa, hợp tác giáp biên Vương quốc Campuchia, thăm hỏi chúc mừng các đơn vị bạn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Khmer với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, khám chữa bệnh và tặng 300 phần quà cho nhân dân hai tỉnh Svay Riêng và Tơ Bông Khơ Mâm thuộc Vương quốc Campuchia với kinh phí 222 triệu đồng. Được phía bạn đánh giá cao, góp phần xây dựng tốt mối đoàn kết hữu nghị bền vững giữa nhân dân và quân đội hai nước. Được kết quả đó phải nói là cái sự cố gắng vượt bậc phấn đấu của tất cả các bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh. Thay mặt chỉ huy, tôi xin ghi nhận và
biểu dương những thành quả đó. Tuy nhiên trong 6 tháng 9 tháng qua thì nó cũng còn nhiều cái còn lại yếu kém, không báo cáo thì bị bứt. Đồng chí chính ủy cũng đã nhấn mạnh một số điểm tồn tại rồi, nhưng đây tôi xin nói thêm một số ý để đồng chí cần lưu ý thêm. Vô đầu tiên là các nghị sĩ quân sự thì đồng chí có sai sót, năm nào chúng ta cũng làm, đồng chí năm nào cũng giữ cái được tiếng tôi lên đây sẽ có quy địa phương nào mà có sai sót và là bị kêu phát biểu. Năm nay tôi nên mình là không có được không để sai sót thì hoàn thiện cái cũng không sai đó là nghiêm. Bên cạnh những kết quả đạt được qua 9 tháng thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, trong hội nghị bình xét thi đua lực lượng vũ trang Tây Ninh đã được khối thi đua quân sự địa phương giới thiệu bình chọn đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Thời gian tới, Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, nâng cao được chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quân sự quốc phòng, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo tiền đề để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững. Quý khán giả thân mến, chương trình Quốc phòng tự do hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt.